Chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta sẽ có công thức số 914. Chúng ta không uống sữa bò. Hôm nay là công thức màu trắng. Chúng ta không uống sữa bò, chúng ta uống sữa cọp. Alright, chào cả nhà. Tường Vân, công thức sữa. Sữa này là ngon nhất trong tất cả là sữa, ngon hơn sữa đậu gà luôn. Cho nên mọi người thích sữa đậu gà đúng không? Sau đó uống sữa đậu gà xong rồi thấy sữa mắc ca ngon hơn sữa đậu gà. Có người thì thấy sữa kiều mạch ngon hơn tất cả các loại sữa khác. Nhưng mà hôm nay thì các anh chị sẽ uống sữa cọp. Sữa cọp nó còn ngon hơn tất cả các loại sữa khác luôn. Nó là cha của sữa bò luôn. Alright. Chào cả nhà. Mình là Khoa Gia Thị Trinh Nguyễn. Hiện đang phát sóng live trực tiếp tại Chicago, Illinois. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 2019. Đang là 19 giờ sáng ở tại Chicago. Bình thường thì mình làm 10 giờ nhưng hôm nay mình làm 9 giờ. Vì lý do là 10 giờ thì chính có công chuyện. Tức là 9 giờ tối ở giờ Việt Nam, 7 giờ sáng ở Cali, 3 giờ chiều gì đó ở châu Âu và ở Úc hình như là 1 2 giờ sáng gì đó. Một lần nữa thì Trinh gửi lời chào thân ái đến tất cả các tình yêu xanh năm châu. Như thường lệ thì hôm nay mình sẽ có công thức số 914. Công thức 914 thì hôm nay sẽ là công thức trắng. Và cái tên mình đặt đó là trắng vào người khỏe re số 6. Đây là công thức số 914 của chương trình Cho Đời Mãi Xanh. Nhưng mà nó là công thức thứ 21 của năm 2019. Một năm thì mình sẽ cố gắng sau 3 năm, tức là tới cuối tháng 1 2020 là mình đã được 3 năm thì mình sẽ hoàn thành 100 công thức. Mình sẽ còn 6 công thức cho năm 2019 nữa để kết thúc chương trình, để mình chốt sổ là 100 công thức để mình cho ra quyển sách cho các anh chị. Và công thức của ngày hôm nay thì hôm nay là trắng vào người khỏe re, đó là cái tên thì Trinh đặt mà là số 6. Cái sữa Macca thì Trinh nói lộn là số 4 nhưng mà sữa Macca là số 5, cho nên công thức này sẽ là số 6. Tất cả những công thức là mình đã cập nhật vô YouTube tối hôm qua xong hết, cho nên tất cả mọi thứ là đã cập nhật tới ngày hôm nay. Chỉ là công thức này là chưa thôi, sau khi mình làm xong thì mình sẽ bỏ vào trong một vài tiếng nữa. Các anh chị có thể vào YouTube tìm trên Việt Nam gọi là YouTuber đó đúng không? www.youtube.com gạch xéo cái Thùy Trịnh Nguyễn là các anh chị sẽ tìm ra YouTube của mình. Và trong YouTube thì các anh chị sẽ dễ tìm hơn, và trong đó sẽ thấy có một cái album để là công thức xanh lên bệnh xuống, là các anh chị sẽ thấy trong đó là 90+ công thức nằm ở trong đó. Và các anh chị sẽ thấy có một cái album là kiến thức ngày nay hay là xanh lên bệnh xuống, thì trong đó trả lời tất cả câu hỏi hay là ung thư bệnh vân vân, những kiến thức bổ ích các anh chị nằm ở trong đó. Cái thứ hai các anh chị có thể tìm trên Facebook của trên trang cá nhân. Các anh chị vô có nhiều người nữa là không biết cách tìm trên Facebook, thì Trinh cũng không biết là các anh chị chơi Facebook kiểu gì. Các anh chị vào Facebook, các anh chị vô cái phần album rồi vô cái photo, thì trên ở trong đó mình sẽ có những cái album. Ở trong đó sẽ có nguyên Facebook nó làm thành có nguyên một cái video, các anh chị bấm vào trong đó thì nó ra sẽ cả mấy trăm video nằm ở trong đó. Và các anh chị sẽ tìm từng video, mỗi video đều có tên, cho nên tìm chỗ nào cũng ra hết. Cái thứ ba các anh chị có thể tìm vào trang cho web cho đời mãi xanh .com, các anh chị cũng tìm ra. Cho nên không lý do gì các anh chị tìm không ra những cái bài của Thị Trinh nói. Một số các anh chị vẫn nhắn là khi không ra mình không biết là tìm kiểu gì. Bản thân thì trên vô YouTube mình tự tìm nó đều ra hết các anh chị ha. Thì đó là những cái cơ bản. Một lần nữa Trinh muốn nhắc lại các anh chị là chương trình Cho Đời Mãi Xanh Ăn Nước Uống Xanh là một chương trình phi lợi nhuận, một cái chương trình cho đi hầu để giúp mọi người ý thức và bảo vệ sức khỏe, ăn đủ, ăn đúng, ăn ngon, ăn sạch, ăn có ý thức và nấu có trách nhiệm. Chương trình không mua bán, không trao đổi bất cứ gì hết. Các anh chị nào biết dùng được khỏe thì hướng dẫn lại cho người khác dùng, họ tự đi ra ngoài chợ, họ mua hạt, mua rau, mua củ về để họ tự ép. Và cách tốt nhất mà các anh chị hướng dẫn cho họ là khuyên họ xem cái video để họ làm. Còn nếu các anh chị nhìn cái công thức mà các anh chị làm thì chắc chắn là các anh chị sẽ làm sai. Mình dám bảo đảm điều đó luôn. Bởi vì công thức là chỉ tổng hợp
ngắn gọn lại thôi, nhìn công thức mà để làm thì chắc chắn sai, bởi vì trong mỗi video làm công thức mình có dặn rất kỹ ai uống được, ai không uống được và ép như thế nào, xay như thế nào, vân vân. Cho nên nếu chỉ nhìn công thức mà làm thì chắc chắn các anh chị sẽ làm sai. Cho nên tốt nhất khi các anh chị chỉ cho một ai đó, đừng có đưa cái hình công thức mà các anh chị đưa cái đường link video sẽ là tốt nhất cho cái người đó nếu các anh chị muốn giúp. Một lần nữa, chương trình là phi lợi nhuận, ở đây không mua bán trao đổi bất cứ điều gì, cho nên mình cho đi một cách có thành khẩn thì các anh chị nhận cũng là nhận một cách chúng ta gọi là văn minh trong cái quá trình chúng ta nhận. Nếu các anh chị nào biết được ai lấy công thức của thầy Trinh mà mở quán nước hay gì đó thì các anh chị cho mình biết. Mình nghĩ cái đó nó không đúng nha, không đúng với cái sứ mệnh mình đã lập ra cái chương trình cho đời mãi xanh, là mình muốn giúp cho mọi người, người nhà nhà tự động ý thức và bảo vệ sức khỏe. Chỉ khi họ tự động ý thức và bảo vệ sức khỏe, họ bắt đầu đi vào cái lập trình thay đổi chế độ ăn uống thì họ mới thấy được cái giá trị của bảo vệ sức khỏe là như thế nào. Còn chúng ta làm dùm, chúng ta làm cho hay là chúng ta bán vân vân thì chắc chắn nó sẽ không có ý nghĩa. Đặc biệt là làm dùm, làm cho thì cái người nhận sẽ không bao giờ cảm thấy cái giá trị của cái ly nước xanh đó khi mà họ phải tự làm bằng cái mồ hôi nước mắt của họ. Còn nếu các anh chị là những người đi mua thì chắc chắn thì Trinh cũng bảo đảm các anh chị là người các anh chị sẽ bị lầm. Ok, bởi vì mình có thể nói thẳng ở trên đời xã hội dĩ nhiên cũng có còn người tốt và người xấu, nhưng mà nếu nói về người tốt và buôn bán thì mình nghĩ chắc chỉ còn 10 trong 100 người, chỉ còn 10 người, có nghĩa là tỷ lệ chỉ còn 10% là những người buôn bán gọi là chân chính, còn 9 người là họ gọi là chính người là buôn bán đặt cái lương tháng trên lương tâm, chỉ có một người là đặt lương tâm trên lương tháng, đó là sự thật, mình nghĩ là như vậy. Cho nên vẫn có những người buôn bán bằng một cái tấm lòng, nhưng mà hầu như là tất cả đều không phải. Cho nên chúng ta là người đi mua thì để nguồn gốc xuất xứ của rau để mà tinh chất như vậy thì chắc chắn các anh chị một cái ly nước xanh mà khoảng nửa lít ở tại Mỹ nè, nếu các anh chị đi chợ mà các anh chị vô một cái tiệm nào các anh chị mua mà được tinh chất giống như vậy, nếu thì tinh thì Trinh mà tính ra là khoảng nếu mình tính ra mà đúng giá đúng cái ly theo kiểu của mình á là khoảng 20 đô một ly thì Việt Nam khoảng 400-500 ngàn một ly nước giống như vậy, thì là không có nước đá đó nha, chỉ là nước đậm đặc vậy đó. Thì theo các anh chị nghĩ là đó là khoảng 25 đô một ly, thì theo các anh chị 20-25 đô một ly. Theo các anh chị nghĩ thì các anh chị có chấp nhận bỏ tiền để mua cái ly nước đó uống hay không? Nghĩ mình làm ở nhà thì nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu chúng ta đi mua kiểu đó là nếu mà đúng để có lời là phải 25-30 đô một ly mới gọi là có lời và mới làm lâu dài được. Cho nên nếu các anh chị nhớ nha, nếu một ly nửa lít mà đậm đặc theo thì Trinh tính đúng không, là nếu có lời là phải 25-30 đô một ly. Đã ở lại Mỹ á thì ở Việt Nam cũng có rau củ quả có rẻ, thì các anh chị tính theo cái liều lượng đó thì các anh chị có thể tính ngược lại giá rau mình đi Việt Nam thì giá rau mình ở quận 7 mình đi với trong ngô đi mua rau cũng mắc như ở Mỹ chứ cũng không rẻ hơn, thì cũng khoảng 25-30 đô một ly nếu mà đậm đặc kiểu như vậy. Cho có rẻ hơn thì 20, và nếu các anh chị mua một cái ly đó 50 ngàn đúng không, thay vì là 400 ngàn thì các anh chị tin cái ly 50 ngàn đó sạch không? Mình không rồi đó, không biết là họ bỏ cái gì trong đó. Cho nên đó là những cái mà mình muốn cho các anh chị hiểu. Một lần nữa thì tất cả những cái chương trình ăn nước uống xanh là giúp các anh chị bảo vệ sức khỏe, để phòng chống bệnh tật, ngăn ngừa bệnh tật, để nếu chúng ta là những người khỏe mạnh thì chương trình này sẽ rất thích hợp cho các anh chị. Còn nếu các anh chị có bệnh thì đây không phải là cái chương trình để cho các anh chị tìm xem nha. Nếu ai đang xem chương trình của thầy Trinh thì có nghĩa là mà khỏe mạnh, có nghĩa là các anh chị đang may mắn có thể nạp được tất cả những cái này vào trong cơ thể. Còn nếu các anh chị đang bị bệnh thì các anh chị cần phải có sự can thiệp của bác sĩ. Nhưng mà nghịch lý cho thấy ở trên đời này nó lại khác. Những người đang khỏe mạnh thì có thể đi ngang qua Facebook của mình hay là thấy một cái video thì cho đó là một chuyện vớ vẩn và điên cuồng, đúng không, và chúng ta sẽ không bao giờ để ý tới. Và những người hầu như những người xem là những người bị bệnh, bị ung thư, không còn đường cứu chữa, hay là có thân nhân, có người thân đang bị bệnh gì đó và đang muốn tìm giải pháp gì đó. Cho nên nó nghịch lý của cuộc đời là như vậy. Cho nên khi chúng ta còn khỏe mạnh thì chúng ta lại ỷ y với cuộc sống này, đúng không? Chúng ta mặc kệ sức khỏe như thế nào. Nhưng mà khi có một vấn đề thì bắt đầu chúng ta quay trở lại, chúng ta ý thức
nhưng mà thì đó đã quá muộn. Giống như câu cha ông cha thường thấy là nói là gì, mất bò thì mới ra lo làm chuồng, thì con bò nó đã mất rồi. Và khi chúng ta đã bị ung thư rồi thì nó đã bị ung thư hay là bệnh thì nó đã bệnh rồi, tới lúc đó chúng ta quay lại chúng ta ý thức và bảo vệ thì nó đã muộn, đã quá muộn, tế bào nó đã bị ung thư, nó đã di căn vân vân. Dĩ nhiên có những cái ngoại trừ ngoại lệ trong vấn đề ung thư là ý trời, bởi vì tất cả chúng ta đều có tế bào ung thư nằm ở trong người. Chúng ta cố gắng bảo vệ sức khỏe hết sức có thể, giống như bản thân thì Trinh là mình cố gắng bảo vệ sức khỏe hết sức có thể, khám định kỳ vân vân, nhưng mà nếu ung thư tới mình cũng phải chấp nhận, tại vì mình ăn uống rất kỹ lưỡng. Như thì có những cái đó là chúng ta không thể nào nói được, ở trong cơ thể này nó có hàng hàng tỷ hàng tỷ hàng tỷ tế bào và mình cũng không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Nhưng mà cái mình có thể làm là cố gắng bảo vệ duy trì cho nó được tốt bao nhiêu hay bao nhiêu, càng lâu càng tốt, mình chỉ là cố gắng làm những điều đó. Bởi vì đối với mình thì giá trị sức khỏe vẫn là trên hết. Có sức khỏe là có tất cả, không có cái gì trái cây, không có cái giường nào mắc nhất bằng cái giường bệnh cả. Khi mà chúng ta bệnh xuống chúng ta mới thấy được cái giá trị sức khỏe, thì chúng ta muốn ước gì vân vân thì nó đã quá muộn. Cho nên nếu chúng ta đi làm để kiếm tiền thì cuối cùng mình chỉ hỏi các anh chị là mục đích các anh chị kiếm tiền để làm gì, đúng không? Chúng ta kiếm tiền để chúng ta được hạnh phúc hơn, được sung sướng hơn, được vui chơi hơn, được nhiều thứ. Nhưng mà rõ ràng nếu như các anh chị có số tiền đó, các anh chị bị bệnh thì các anh chị có đi chơi được hay không, các anh chị có du lịch vòng quanh thế giới được không, hay là các anh chị phải đi lọc thận mỗi ngày, thì cái số tiền các anh chị làm nó còn có giá trị nữa hay không? Và liệu các anh chị đi lọc thận mỗi ngày hay là các anh chị đang bị một cái bệnh nào đó, thì các anh chị đi làm tâm trí các anh chị còn để bỏ hết vào trong công việc đó để làm được cái năng suất 100% hay không? Không luôn. Chúng ta bị xơ gan, viêm gan, đại tràng, ung thư, cao máu, tiểu đường, huyết áp, vân vân và nhiều thứ, đúng không? Và chúng ta làm để làm gì? Đó là câu hỏi mà mình luôn luôn tự hỏi mình. Một lần nữa thì mình không có ý là để dạy đời hay là lên lớp với ai cả, nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ bằng cái tấm lòng của mình với hơn 16 năm trong ngành nghiên cứu, để mà giúp mọi người và khỏe mạnh và luôn cả mình. Giống như một số các chị nào xem chương trình của mình thì cũng biết mình có một cái lịch sử rất là nhiều bệnh ở trong cơ thể, cho nên mình đã tìm rất nhiều giải pháp cho cái cơ thể của mình, và mình tự hầu như là mình tự chữa cho bản thân mình bằng bằng cách thay đổi cách ăn, cách uống, lối sống vân vân, đi khám bệnh định kỳ vân vân. Tức là mình làm những gì có thể trong cái phạm vi cho phép mình có thể, bởi vì đối với mình thì đồng tiền nó phải phục vụ chính cái cơ thể con người chúng ta. Chúng ta đều nói là sức khỏe là vô giá, đúng không? Và nó sẽ không mua được bằng tiền. Vậy thì nhưng mà ngộ cái là khi chúng ta đi chợ, chúng ta mua một cái món gì đó thì chúng ta được quy ra bằng tiền, thì chúng ta sẽ đắn đo suy nghĩ là cái món này mắc quá, có nên ăn hay không, đúng không? Chúng ta lại suy nghĩ về vấn đề đó, hay là uống nước xanh mất thời gian, nhưng mà hay là uống nước xanh tốn tiền. Đã nói là sức, cho nên cũng rất nhiều người nói với mình là sức khỏe là trên hết, đúng không? Vậy thì sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho sức khỏe thì mọi người lại khựng lại, đúng không? Mình hỏi là mỗi tháng làm bao nhiêu tiền, sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho sức khỏe thì mọi người lại khựng lại hết, đúng không? Mình nghĩ là mình mỗi tháng mình làm không cần biết trăm tiền, mình sẵn sàng chi hơn phân nửa cho sức khỏe, đúng không? Tùy theo các anh chị, ví dụ như các anh chị làm được bao nhiêu tiền, nhưng mà mình đó là cái, tức là có nhà cửa xe cộ, bảo hiểm sức khỏe, ăn uống vân vân, mình sẵn sàng chi nhiều nhất vào trong sức khỏe của mình, bởi vì có sức khỏe là có tất cả, có sức khỏe mình mới đi làm, đúng không? Và công sức làm việc nó mới được tích cực, nó được hăng hái làm việc, công sức nó mới cao độ thì mình mới có được thu nhập cao vân vân. Đó là những điều mà quan điểm của mình. Và khi mà chúng ta có tiền thì chúng ta làm ngược lại, đúng không? Chúng ta dùng thân thể này để mà là bán sức lao động, bán sức khỏe của mình để kiếm tiền, nhưng mà khi có tiền thì chúng ta không phụng sự lại cho nó. Có tiền rồi chúng ta làm những điều khác. Có tiền thì chúng ta sẽ đi nhậu, đi ăn những cao lương mỹ vị, đúng không? Nhưng mà rốt cuộc những thức ăn nó lại hại cơ thể. Có nghĩa là chúng ta càng có tiền thì chúng ta lại càng hại cơ thể mình. Chúng ta thưởng cho nó bằng những cái điều không có ý nghĩa, bằng những buổi nhậu, những bàn tiệc, những thức ăn hoành tráng, nhưng mà rốt cuộc thì những thức ăn nó lại hại cơ thể. Tôm hùm, bò bảy món,
nói chung là những cái mua thức ăn nó không tốt cho sức khỏe, hay là chúng ta đầu tư vào xe đẹp, quần áo đẹp, vân vân và vân vân, sửa nhà bếp, tân trang mọi thứ, nhưng mà chúng ta lại quên là chúng ta không đầu tư vào chỗ này cho nó ăn cái gì tốt nhất, cần chỉnh sửa gì trong cơ thể, bao lâu rồi mình chưa thanh lọc đại tràng, bao lâu rồi mình chưa thanh lọc và gan, bao lâu rồi mình chưa thanh lọc thận, liệu cái ống cống này nó có bị nghẹt hay không, đúng không? Nhà tắm, nhà vệ sinh chúng ta thì có cái đồ lót, bởi vì sợ từ khi đi tắm tóc rụng nó rớt xuống thì nó ngọt nghẹt cống, nó ngộ vậy đó, đúng không? Các anh chị ha, mình thấy có nhiều nhà vệ sinh là chúng ta có cái đồ lược để chúng ta sợ tóc nó rụng lọt vô đó, nó lọt vô đó thì nó nghẹt cống, tóc rụng nghẹt cống có xả đâu thì thay cái cống khác bình thường, đúng không? Hay là trong nhà vệ sinh chúng ta đi vệ đại tiện gì đó, có một số nhà vệ sinh họ để là chúng ta không để giấy trong đó bởi vì sợ nghẹt cầu, nghẹt cầu thì hút cầu có gì đâu, có bao nhiêu tiền, đúng không? Hay là chúng ta ăn chúng ta thảy vô cái sinh của nhà bếp, xương sóc chúng ta không dám bỏ trong đó, chúng ta đều có cái đồ hứng lại vớt ra đổ thùng rác bởi vì sợ nghẹt xuống cái sinh của rửa chén rồi phải thay bao nhiêu tiền như vậy. Ở cả nước Mỹ mà thay nguyên cái ống nước trong nhà chừng 5.000 cái nhiêu, đúng không? Có 5.000 cái nhiêu. Còn nếu các anh chị điện ngạc cái chỗ cái sinh này, các anh chị thay cái máy khác, mỗi cái máy thì khoảng 200 bạc nhiêu, tự thay thì chừng 150, mướn người tới thay cho là gấp đôi là 300 chứ nhiêu, đúng không? Nó đâu có nhiêu tiền đâu, nhưng mà chúng ta lại rất kỹ về vấn đề đó. Xe chúng ta đưa vào bảo trì 3 tháng thay nhớt bởi vì sợ lột dơm xe, đúng không? Không thay nhớt thì cháy mãi đâu có nhiêu, thay mua chiếc xe khác có 30.000 đô chiếc xe khác chứ nhiêu, đúng không? Ở Việt Nam chiếc xe chừng chạy được chừng 700-800 triệu, hàng tỷ thôi chứ có nhiêu, chuyện gì mà phải lo, đúng không? Nhưng mà chúng ta lại làm những điều đó. Nhưng mà đi vào bệnh viện thì khi mà chữa bệnh ra 1 tỷ 2 tỷ, đâu có nhiêu, chuyện nhỏ hết, đúng không? Cho nên vấn đề là chúng ta chọn điều gì. Những điều mà Trinh đang nói, những vật chất xe cũ thì chúng ta làm, xe cũ thì chúng ta làm rất kỹ, đúng không? Chúng ta bảo trì được rất kỹ, nhưng mà thật sự khi đụng tới nếu lỡ nó hư thì thay chị nhỏ, đúng không? Đâu có nhiêu tiền. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta lại lạm dụng nó, chúng ta lại bạc đãi nó, chúng ta không có sợ nghẹt ống cống, không sợ nghẹt gan, nghẹt thận, nghẹt túi mật, nghẹt đường ruột, nghẹt đại tràng, nghẹt bao tử, chúng ta không sợ nó nghẹt, chúng ta cứ tống nó vô, đúng không? Đồ chiên, đồ biển, tôm hùm, thịt bò, thịt ba rọi, sườn ABCD cứ tống nó vô, đúng không? Hamburger, hot dog, lạp xưởng, xúc xích cứ thì tống nó vô, đâu có sao đâu, lỡ mà ung thư thôi chứ làm gì, đúng không? Cùng quá chết à, đúng không? Chúng ta đều nói như những điều đó. Yes, nếu như lăn đùng ra chết không sao, khổ nổi nó không lăn đùng ra chết. Hay là thận hả, ăn đồ mặn đâu có sao đâu, chấm nước mắm chuyện nhỏ, cùng quá thì hư thận thôi chứ làm gì, đúng không? Lọc thận thôi chứ làm gì, từng lọc 4 lần thôi chứ làm gì sợ ha. Cho nên cuối cùng chúng ta làm những điều đó và chúng ta để cho banh ta lông nhà lòng lục phủ ngũ tạng của mình luôn. Đùng một cái nếu như chết liền không sao, đùng một cái banh cái thận nổ cái đùng chết liền không sao, chôn rẻ lắm, nhưng mà khổ nổi nó không chết liền mà nó kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nó hành xác bản thân cơ thể con người chúng ta. Không những như vậy, nó hành xác những người thân kế bên mình, vợ, chồng, con, cha mẹ. Còn nếu cha mẹ không ở, cha mẹ già không ý lại bảo vệ sức khỏe thì hành xác con mình, cháu mình. Con mình phải nghĩ là bỏ việc, phải ở gần cha mẹ, bởi vì nếu không thì gọi là bất hiếu. Nhưng mà bản thân người cha người mẹ thì cứ nghĩ tao 70 tuổi rồi, đâu còn sống bao lâu nữa, ăn uống thoải mái đi. Yes, được. Nhưng mà khi mà nằm xuống thì sao? Người con đang đi làm, có mấy người con nữa phải họ bỏ việc và không có việc nhà để phụng sự cho cha mẹ, nếu không thì gọi là bất hiếu, đúng không? Cho nên nếu các cụ nào mà trên 70 mà nghe những gì thì hãy nghĩ tới những người con giống như mình. Những người con này cũng phải bận công việc làm, đúng không? Và rất lo muốn cho cha mẹ, muốn cho cha mẹ được khỏe để hưởng thụ cuộc sống. Bởi vì những người con này đang ở tuổi này làm dù sao sự nghiệp cũng đã tốt, muốn dành những gì có thể có để giúp cho cha mẹ mình sống được lâu hơn để hưởng thụ. Nhưng mà cha mẹ mình thì lại bạc đãi sức khỏe, nghĩ là tao còn 70 tuổi tao còn sống bao nhiêu lâu đâu, cùng lắm chừng 5 năm. Yes, nếu 5 năm rồi đi không sao, nhưng mà khổ nổi nếu nó còn sống 20 năm thì sao?
70 và còn sống tới 90. Nhưng mà trong 20 năm đó thì nó hành hạ xác, rồi hành hạ cái người con phải bỏ việc hay là tìm công việc gì lương thấp hơn chút xíu để ở gần cha mẹ. Thì rõ ràng bậc cha mẹ đó cũng không phải nào gọi là thương con. Đó là một điều cho những người cha như cha mẹ giống như vậy. Mình thấy rất nhiều người trên 70 tuổi đều có những cái hành vi và những thái độ giống như vậy. Thì đó không phải gọi là thương con, đúng không? Còn bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta, bản thân mình, nếu mà mình không ý thức và bảo vệ sức khỏe thì điều gì sẽ xảy ra? Cho nên ở hai vế, ở người cha, người mẹ thì như vậy. Và có nhiều người cha mẹ sanh mình ra muốn mình tốt để bảo vệ sức khỏe, nhưng mà mình lại lạm dụng sức khỏe của mình thì mình cũng là những người khó lôi. Cho nên đó là lý do tại sao mình muốn hướng dẫn giúp đỡ các anh chị là chúng ta cần phải bảo vệ và ý thức sức khỏe. Bởi vì không có gì quý hơn sức khỏe. Bệnh từ miệng vô, họa từ miệng ra. Đó là lý do chúng ta chỉ có một cái miệng chứ không phải là hai cái miệng, nếu không thì chết chắc. Nói nhiều thì chúng ta sẽ vào chương trình. Thì hôm nay công thức là một lần nữa là công thức số 94, công thức thứ 21 của năm 2019. Công thức số 94 mình đặt tên là trắng vào người khỏe ra. Số 6, mở ngoặc. Đây là cách làm sữa hạt hổ, hay tiếng Anh nó gọi là Tiger Nuts. Ok, Tiger Nuts. Cho nên thì Trinh đặt dí dỏm hôm qua mình nói chuyện với chị Như Sương, mình nói là em không uống sữa bò, em uống sữa cọp. Ok, cha của sữa bò luôn, chứ uống sữa con cọp. Nó vẫn chơi chứ không phải hạt hổ, nó không phải là động vật là con cọp. Ok, và nó cũng không phải là cây hạt. Cho nên các anh chị nhớ nha, hạt hổ nó không phải là động vật là con cọp. Ok, hay là con, chúng ta gọi là con hổ. Và nó cũng không phải là cái hạt, giống như hạt lanh, hạt quinoa, hạt ốc chó, nó cũng không phải là hạt luôn. Nhưng mà không biết tại sao cái tên nó đặt là Tiger Nut. Nhưng nó chỉ là một cái loại cây dại ở châu Âu, đặc biệt là ở Tây Ban Nha hay là châu Phi. Đó là một cái cây thân của một cái cây, thân, đó là thân của một cái cây. Và có hình thù sọc giống như con hổ, con cọp, cho nên ta gọi nó là có sọc vàng giống như cọp, cho nên ta gọi nó là, và nó nhỏ nhỏ tròn tròn, nó giống cái nấc, cho nên người ta gọi nó là hạt. Nhưng mà thực sự nó là thân của một cái cây, và cây đó là cây quan dại ở bên đường, giống như chúng ta uống anh túc hay là bồ công anh, đúng không? Thì đó là những cái loại cỏ dại. Thì cái này là một cái cây, nó là một cái cây dại, nó không phải là cỏ, nhưng mà nó một cái cây, thân cây của một cái cây dại nào đó ở bên đường nha. Chúng ta đã có những sữa đậu gà, hạnh nhân, hạt phỉ, hạt điều, yến mạch, gai dầu, hồ đào, ốc chó, hạt mè đen, hạt lanh, đậu gà, gạo lứt, sữa quinoa, sữa kiều mạch, sữa maca, sữa anh túc. Thì hôm nay chúng ta sẽ là sữa hạt hổ. Một lần nữa, nó không phải là động vật là con hổ hay là con cọp, và nó cũng không phải là một cái loại hạt nào đó, mà đó là một cái thân của một cái cây dại ở bên đường, mọc rất nhiều ở châu Phi và Tây Ban Nha. Và cây này đã có nhiều ngàn năm trước công nguyên rồi. Ok, trên ta gọi nó là Tiger Nut. Nó không phải là động vật là Tiger một lần nữa, và cũng không phải là một cái hạt nào đó. Nó hình thù của nó giống như khi nó còn nhỏ, nó xám xạm, sọc sọc, nó nhìn giống như con hổ. Trên ta gọi nó là hạt hổ, và nó cũng không phải là hạt nha. Mình sẽ nói chút xíu về công dụng của nó. Cho nên hạt hổ được gọi là superfood. Gần đây được đưa vào trong cái cuốn cẩm nang là superfood, có nghĩa là siêu thực phẩm ha. Hạt hổ nó được đưa vào dạng là siêu thực phẩm. Ok, ở Tây Ban Nha thì cái hạt này gọi là quốc hạt, tức là cái hạt của một cái quốc gia, cho nên gọi là quốc hạt. Chẳng hạn như là ở bên Canada chúng ta có cây maple á, và cái hình của cái lá cờ, không biết có phải là cái cây đó là quốc cây của Canada hay không, mình không biết. Nhưng mà ở Tây Ban Nha thì cái hạt Tiger Nut nó thuộc về quốc hạt của nước Tây Ban Nha. Ok, hay là chúng ta còn nghe cái tên gọi là hạt chua phà, nếu các anh chị hay là hạt hạnh nhân đất. Nếu mà các anh chị nào có từng đi Spain thì mình đi Spain cũng hai lần, khá lâu về trước. Nếu các anh chị đi thì các anh chị vô những cái quán cà phê, nó có một cái loại nước uống một cái loại nước uống nó gọi là hạt sữa gạo, thì nó lấy từ cái nó gọi là hạt chu phà.
thì là nó làm cái từ cái sữa của hạt thay và nó rất là ngon. Nếu các anh chị nào có dịp đi Tây Ban Nha mà nếu có uống cái loại cái sữa đó, mà họ làm nóng làm lạnh và họ để cinnamon quế vào trong đó, rất là béo giống như là hạt sữa gạo và nó rất là thông dụng ở Tây Ban Nha. Nếu các anh chị nào có dịp đi Tây Ban Nha thì có thể uống thử. Ok, một lần nữa thì cái vỏ bên ngoài nó giống như là sọc sọc vằn vằn như con hổ, chúng ta gọi nó là hạt hổ. Nó có cái mùi vị giống như là dừa coconut nha. Họ nữa thì rất nhiều chất xơ. Nào, rồi mình sẽ nói về nguồn gốc thì chị Trinh đã nói rồi là nguồn gốc là xuất xứ từ ở châu Phi, ở Ai Cập, ở rất nhiều ngàn năm trước công nguyên. Và ngày hôm nay ở một vài năm gần đây thì được đưa vào dạng là superfood hay là siêu thực phẩm. Ok, horchata nha. Horchata là cái nước mà các anh chị khi mà các anh chị qua Tây Ban Nha các anh chị uống, nó là một loại sữa gạo và nó làm từ thay cà nấc, các anh chị có thể thử. Thì hôm nay các anh chị sẽ được tận hưởng công thức đó tại nhà, các anh chị tự làm nó sẽ rất ngon. Giá trị dinh dưỡng của cái thay cà nấc nó sẽ giúp các anh chị giảm cân bởi vì nó có hàm lượng chất xơ rất là cao. Đây là thay cà nấc, các anh chị có thể đi chợ tìm, nhưng mà mình nghĩ là tất cả những cái chợ mà ở gần khu các anh chị có thể sẽ khó tìm và sẽ rất là mất thời gian để các anh chị đi mua. Trừ khi các anh chị đi tới những cái, mình nghĩ bên Úc sẽ có nhiều, bởi vì Úc nó có một cái siêu thị mà mình đi vào ở bên Melbourne đó, rất nhiều loại hạt khắp nơi trên thế giới, cho mình nghĩ là các anh chị sẽ tìm được ở nơi đó. Còn nếu ở Mỹ thì tốt nhất các anh chị tìm trên Amazon thì nó sẽ dễ hơn. Một lần nữa mình hướng dẫn các anh chị lên Amazon mà các anh chị tìm, bởi vì Amazon không phải là lúc nào nó cũng là đồ tốt, đôi lúc nó có đồ chợ trời chợ đen, đồ hàng trôi nổi, đồ quá đắt, đồ hàng giả ở trên Amazon rất là nhiều, cho nên các anh chị phải cẩn thận ở trên Amazon. Mình là người điên cuồng mua đồ trên Amazon nhưng mà nó phải tùy vào cái chỗ nào uy tín nha. Còn nếu không thì các anh chị sẽ gặp hàng giả, hàng lậu, hàng dởm, hàng nhái rất nhiều trên Amazon, cho anh chị cẩn thận nhớ nha. Khi mình vào Amazon á thì các anh chị đọc cái review của cái chỗ mà các anh chị mua, rồi sau nó có cái đường link nó dẫn các anh chị qua cái trang web của họ, thì các anh chị xem cái xuất xứ của họ từ đâu, thì đó là cái cách mà thì Trinh tìm. Và sau đó mình gọi một vài cú phone nữa để mình xem thử cảm nhận của cái người khách hàng, của cái người nhận cái điện thoại của mình, thì mình biết được là giả hay thật. Đó là cái cảm giác của trực giác của thì Trinh. Cho nên khi mình mua hạt đậu gà cũng vậy, là mình mua là nó xuất xứ từ một cái gia đình bốn đời làm hạt ở Seattle rồi, chứ mình biết là hạt đó là non GMO trồng tại đất của Seattle rồi và đã bốn đời làm những cái loại hạt, cho nên mình hiểu được cái giá trị. Và họ có trang website, họ có địa chỉ của họ ở chỗ đó thì mình cảm thấy nó uy tín hơn. Còn nếu các anh chị mua đại một cái hạt nào đó thì các anh chị cẩn thận, nó có thể xuất xứ ở đâu đó không tốt nha. Cho nên đó là lý do tại sao trên Amazon các anh chị phải thận trọng khi các anh chị mua đồ, bởi vì các anh chị đưa vào cơ thể các anh chị không ai chịu trách nhiệm hết nha. Cho nên mình phải tìm nguồn gốc xuất xứ của nó, thay gần hết được organic luôn nha. Một phần của nó là có 8 gram của chất xơ, một ngày chúng ta cần 20 tới 25 gram, cho nên nó khoảng gần 40% chất xơ trong một ngày các anh chị có. Trong đây có đạm, đạm thì ít thôi, thì Trinh sẽ có một công thức sắp tới nữa sẽ đạm rất nhiều luôn, đạm rất nhiều luôn, đặc biệt là cho những người ăn kiêng, vegan hay là ăn chay. Chất xơ, hàm lượng chất xơ rất là cao. Tinh bột như 6, hàm lượng tinh bột là stock là dưới 6%, tuyệt vời hơn là gạo rất là nhiều ha. Một thành một một cái và rất nhiều chất béo tốt nằm ở trong đây, ở trong cái hạt hạt hổ, cho nên nó giúp hỗ trợ việc giảm cân, bởi vì chất xơ nó làm chúng ta no dai. Thứ hai nữa, cái hạt hổ được xếp vào dạng là kháng tinh bột, hay là tiếng Anh nó gọi là resistant starch. Resistant là kháng cự, starch có nghĩa là tinh bột, resistant starch hay là thường thường viết tắt là RS. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ nghe, không biết các anh chị có nghe cái từ nó gọi là kháng tinh bột hay không. Ok, thì thay vì nó là nằm trong dạng kháng tinh bột,
giống như cái chuối mà thầy Trinh thường nói với các anh chị là chuối mà các anh chị để càng chín thì đừng nên ăn hết. Chuối mà sống thì các anh chị ăn các anh chị hay bị sình bụng, nó không phải gì hết, bởi vì chuối là có hàm lượng kháng tinh bột rất là cao, tức là resistance starch rất là cao. Cho nên ăn chuối sống rất là tốt, nhưng mà tại chúng ta nghĩ là chuối sống ăn vô sình bụng là tại vì nó không tiêu, nó không có tiêu ở trong cái ruột non và nó sẽ đi thẳng vào ruột già. Rồi sau đó nhờ cái vi khuẩn tốt của ruột già lên men để tạo thành những cái kháng sinh, những cái chất tốt cho sức khỏe để bảo vệ đại tràng, ngăn ngừa ung thư đại tràng, giúp cho những người bị bón, bị trĩ và đặc biệt là ung thư đại tràng, ung thư đường ruột. Rồi từ những cái chất kháng tinh bột mà được lên men ở ruột già, đem cái chất đó vào nuôi cơ thể, lục phủ ngũ tạng ở khắp mọi nơi, cho nó rất tốt. Là ở thai và nách là như vậy, cho nên được xếp vào là siêu thực phẩm là như thế. Ví dụ như chuối của mình thì Trinh từng khuyên các chị là mình ăn chuối hờm hờm, bởi vì nếu quá sống thì cái hàm lượng kháng tinh bột nó quá nhiều. Chúng ta có thể ăn một phần thì không sao, nhưng mà nếu các chị ăn hết nguyên trái chuối sống thì các chị sẽ gặp vấn đề là giống như sình bụng, khó tiêu, nhưng mà thực sự là do cái chất resistant starch hay là kháng tinh bột. Khi các chị ăn cái chuối hờm hờm á, các chị không mập là bởi vì các chị có cái hàm lượng kháng tinh bột và nó tốt cho ruột non và cho ruột già, để mà chúng ta xây dựng một cái lớp vi khuẩn tốt cho cơ thể. Nhưng mà các chị càng để càng chín á, thì cái chất kháng tinh bột này nó sẽ chuyển thành glucose, thành đường, và những cái lượng đường này và chuối bị oxy hóa thì lúc đó các chị mất đi hàm lượng potassium, những cái dinh dưỡng tốt, chất xơ tốt ở trong cái chuối, mà chúng ta chỉ còn lại là đường. Đó là lý do chúng ta sẽ bị tiểu đường. Cho nên mình phải hiểu cái vấn đề đó khi chúng ta ăn những thức ăn, đó là một là chuối, hai là trái xoài cũng vậy. Cho nên mỗi cái nó có công dụng sống và chín hay là hờm hờm. Cho nên chuối chín là mình nghĩ là chị nên chuốt thường bỏ thùng rác, chứ không nên làm chè chuối, bánh chuối, chuối chiên, chuối nướng, chúng ta chỉ hại sức khỏe thôi nha. Cho nên đó là lý do quan trọng của, cho nên thúc đẩy cái hệ tiêu hóa cực kỳ tốt và như vậy. Ok, cho nên một lần nữa, kháng tinh bột là không tiêu hóa, thì chị muốn lặp lại cho các chị hiểu cái từ kháng tinh bột hay là resistant starch ở trong cái hạt tiger, hạt hổ, là không tiêu hóa ở trong ruột non. Ok, không giải phóng được cái glucose trong ruột non, mà nó phải đi thẳng qua cái ruột già và được những cái men của vi khuẩn ở trong đại tràng lên men và làm tiêu hóa những chất này đi. Và sự lên men của chất kháng tinh bột ở cái ruột già sẽ tạo ra những cái chất axit béo ngắn để giúp bằng cách là tạo năng lượng cho cơ thể, giúp nuôi cái bảo vệ cái đường ruột già của mình, rồi làm giúp cho cái sự trao đổi chất nó sẽ được tốt hơn, và những cái phần còn lại sẽ đi lên nuôi lục phụ ngũ tạng trong cơ thể, cho nó rất là tốt. Cho nên tiếng Anh nó gọi là probiotic hay là probiotic mà các chị thường mà mình thường khuyên các chị hay dùng để tốt, và nếu như trong yogurt hay là những cái đồ ủ chua, dĩ nhiên nó tùy trường hợp, hay là các chị gần đây các chị nghe kombucha vân vân là như vậy nha, thì nó sẽ tốt cho đường ruột và nó sẽ giúp ổn định lại tiểu đường loại 2 rất cực kỳ tốt. Cho nếu các chị làm công thức này cho những người bị tiểu đường uống rất là tuyệt vời nha, không sợ gì hết. Uống những công thức khác, uống đậu gà có thể mập nhưng mà công thức này sẽ không mập. Uống hạt mắc ca có thể mập, công thức này sẽ không mập. Làm giảm LDL, tăng cái lượng HDL, bởi nhờ vào cái sự kháng tinh bột này, cho nên những cái chất này sẽ đi vào trong đường ruột già và nó sẽ mop, tức là quét dọn những cái tất chất độc ở trong cơ thể ra khỏi. Cho nếu anh chị là những người có gia đình có những người bị bón, bị khó tiêu, bị trĩ, đúng không, bị ung thư ruột già, ung thư đại tràng á, thì cái Tiger Starch này sẽ rất là tốt. Tức là bột từ cái hạt hổ có thể sử dụng để nấu ăn, nấu cháo, hay là cái hạt này bột các chị có thể lấy nấu cháo, làm nhiều thứ, hay là làm nhiều thứ trong thức ăn, hay là bỏ trong cereal để chúng ta ăn hàng ngày. Còn sữa là một trong những phương pháp cực kỳ tốt nha. Tăng cường hệ miễn dịch. Alright, rồi để mình coi còn cái gì để mình nhắn cho chị. Rất nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, nhiều chất xơ,
khoảng 10 gram của chất xơ, giống như trên nói là hơn 30-40% chất xơ trong một ngày. Cho nên một cách uống để giảm cân rất là hiệu quả, cực kỳ tốt để kháng khuẩn. Nếu các anh chị có những người mà hay bị đau bụng tiêu chảy hay là men đường ruột không có thì cái này sẽ giúp các anh chị cực kỳ tốt nha. Hay là nói chung là bảo vệ sức khỏe, nó không phải là chỉ cho cái gan không các anh chị, hay là cái thận, nhưng mà hệ tiêu hóa là trong đó ruột non ruột già nó phải sạch, ở trong ruột mình dơ lắm, thì đây là một hình thức tuyệt vời. Và dĩ nhiên thì chúng có công thức thanh lọc đại tràng á, nó cũng sẽ hỗ trợ thêm cho. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải lọc ruột non ruột già, chúng ta cần phải lọc thận, chúng ta cần phải lọc túi mật, lọc gan, vân vân, là như vậy. Nhà cửa chúng ta biết quét dọn thì cơ thể chúng ta thỉnh thoảng cũng cần phải biết quét dọn. Ngoài ra công thức này uống vô thì ông uống bà khen ha. Cho nên nếu các anh chị nào có những phụ nam bị rối loạn cương dương thì công thức này sẽ rất tuyệt vời. Dĩ nhiên thì Trinh sẽ phối hợp với một thành phần nữa trong tương lai để tham một công thức khác, nhưng mà công thức này cho những phụ nam đang có vấn đề về sinh lý nha, thì ông uống bà khen nó cũng sẽ nằm ở trong phần phản ứng phụ của công thức này nha. Dĩ nhiên phụ nữ uống được không, được không liên quan gì hết. Rồi cách làm công thức hỗ trợ, đây thì Trinh đọc nha. Cách làm: 100g hạt hổ ngâm 24 tiếng hoặc hơn với 250ml nước, một chút xíu muối và một chút xíu chanh càng tốt. Sau 24 giờ thì rửa sạch hạt hổ, cho vào máy xay với 100ml của nước, xay ở lượng nít ướt, nít nhỏ vì cái hạt này rất cứng. Xay nhuyễn khoảng 3 phút, rồi sau đó các chị cho thêm 650ml nước vào nữa, xay thêm 2 phút, tổng cộng là khoảng 4-5 phút tùy theo cái loại máy các anh chị mạnh hay là không mạnh. Nếu thích thì có thể lọc sữa lại cho nó đẹp. Nhưng mà nhớ cái bã không bỏ nha, cái bã cực kỳ tốt. Cho nên đối với Trinh thì mình uống luôn. Còn nếu các anh chị thích lọc cái sữa lại cho nó đẹp thì giữ cái bã lại để làm những món ăn khác. Phần sữa này uống được 3 ngày mỗi, tức là công thức này là cho một người. Còn nếu các anh chị làm xong thì là uống được 3 người trong một ngày. Còn nếu bản thân thì Trinh một mình thì làm, mình uống 3 ngày. Mỗi ngày mình uống 250ml. Ok. Giàu chất xơ, chất béo tốt, vitamin, khoáng chất, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật, giúp hạ đường huyết, giảm cholesterol trong máu, tốt cho tim mạch, kích thích sự tăng trưởng của các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón, ngăn ngừa ung thư đại tràng. Ok. Một lần nữa, 100g hạt hổ ngâm qua đêm với chút xíu muối, chút xíu chanh, sau đó rửa sạch, ngâm 24 tiếng hoặc hơn. Sau đó thì các anh chị rửa sạch, bỏ vào máy xay sinh tố, xay với 100ml nước, tổng cộng số lượng ml nước là 750. Trong 100g của hạt hổ là chúng ta sẽ uống được 3 lần, mỗi một phần như vậy là 250ml. Thì thành phần như vậy chúng ta sẽ có 150 calori cho một ly sữa thôi, rất tuyệt vời. Trong đó chúng ta sẽ có 7g chất béo tốt. Nhớ nha, các chị nào xem cái bài chất béo của Lê Trinh hồi 14 tháng 8 thì toàn là chất béo tốt nằm ở trong đây. Không có cholesterol, không có gì hết. Sodium chúng ta sẽ có 9%. Tinh bột là chúng ta sẽ có 33% là từ chất xơ, khoảng 10g, 40% là chất xơ. Trong đó có 2g đạm cho một phần như vậy, cực kỳ tốt luôn. Alright. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nó như thế nào. Cho các chị xem sữa hạt hổ. Ok, nếu là các chị có thấy hay không? Nào, để cho các chị thay là nó. Và đây là cái hạt hổ. Các chị có thể nhai sống, dĩ nhiên mình muốn các chị phải rửa sạch. Cho chị nghĩ rằng ha, nó giống như hạnh nhân, mình thấy ngon là hạnh nhân. Các chị ăn hạt sen sống chưa? Không, này nó không có cứng bằng hạt sen đâu. Ok, tuyệt vời. Rồi, cái này là thì Trinh đã ngâm qua đêm rồi nha. Cái này là mình đã ngâm 24 tiếng rồi, mình đã rửa rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào máy xay sinh tố. Và đây là 750ml nước, mình lấy chừng 100 trứng thôi. Ok.
thì Trinh sẽ xay sẽ rất là ồn, Trinh có thể là mình sẽ ngưng cái phần ở chỗ này. Cho chút xíu muối. Khủng khiếp.
không có quen cái mùi của cái bã đó thì các chị có thể lược lại và nhớ giữ cái bã để làm những thức ăn khác. Nếu các chị nào biết nấu ăn thì sáng tạo với cái bã đó, thì Trinh thì để cái bã đó khô lại rồi mình làm những cái món chay, mình bỏ trong giòn khủ qua hay nhiều thứ để mình ăn, hay là còn nhiên có thể làm bánh, nhưng mà mình thì không khuyên làm bánh bởi vì bánh sẽ có trứng, có bơ, có đường vân vân, càng chế biến thì càng không tốt. Mình thì mình lấy cái đó mình trộn với tỏi, mình trộn với lại xả để mình làm lương khô, để mình trét vô, mình trộn, sau đó mình khi mình nấu quinoa thì Trinh bỏ trong quinoa thì Trinh ăn, hay là hạt ke. Đó là cách mà mình ăn để cho sức khỏe. Còn không nữa thì mình trộn với lại chút tiêu, tỏi bột vân vân, rồi gia vị gì đó các anh chị tùy thích, chút xíu ớt bột, rồi các anh chị dồn củ qua để nấu, hay là các anh chị trộn, các anh chị chiên trước. Đó là cái cách mà mình ăn cho cơ thể nhanh gọn lẹ. Còn nếu các anh chị thích thì khi các anh chị làm như vậy thì cái sữa nó sẽ trong và nó ngon cực kỳ. Ok, bảo đảm các anh chị là cái sữa này là, tin mình đi, sữa này là ngon nhất trong tất cả các loại sữa mà mình có, bảo đảm luôn, ngon hơn cả sữa đậu gà và không mập, tuyệt vời cho những người bị tiểu đường loại 2, tuyệt vời cho những người đang bị ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Nếu các chị nào đang bị táo bón, bị sơ thì tuyệt đối không lược sữa lại. Nếu các chị nào đang là những người bị ung thư, đang bị táo bón, đang bị trĩ thì công thức này sẽ rất tốt, nhưng đừng lọc sữa, uống luôn với cái bã xay trộn lên, giống như Trinh mới vừa nói các anh chị. Còn bản thân thì Trinh thì mình làm hai phần, một cái phần thì mình lọc lại để cái sữa đó thì Trinh lấy uống cà phê, rất rất ngon. Và đây là gửi cho Tường Vân, ông xã của Tường Vân là ghiền cà phê, mỗi ngày đều phải uống 3 ly cà phê sữa ông thọ. Thì đây là cái cách mà không cần sữa ông thọ, bỏ sữa này vô vẫn béo, vẫn ngọt mà không có hại, cho nên có thể làm cà phê sữa. Cho nên những anh chị nào mà đang cai nghiện đường, một số anh chị bị ghiền đường á, ăn đường hàng ngày á, khi uống cà phê thì phải có đường á, thì đây là cái cách mà giải pháp thì Trinh giúp cho các anh chị. Bản thân mình thì không uống đường, mình uống cà phê đen, nhưng mà đây là một số giải pháp cho những số các anh chị thèm cà phê sữa đá mà bị thì Trinh cấm không được uống sữa động vật hay là uống sữa ông thọ. Thì cách này là thì các anh chị cần phải lược lại để cái sữa nó trong thì uống cà phê nó mới ngon, nó mới khác. Còn nếu có cái bã vô thì chúng ta ăn hay là chúng ta uống hình thức cho dinh dưỡng nó khác, thì chúng ta lấy cái sữa đó các anh chị pha chung với cà phê thì sẽ ra một ly cà phê xà sữa đá tuyệt vời mà rất ngọt nha. Thì đó là giải pháp cho một số người đang muốn cai đường, nghiện đường, thì đó là cái cách tốt nhất cho các anh chị. Alright, rồi còn gì để nhắc không trước khi mình kết thúc? Thì Trinh phải kết thúc ở đây bởi vì mình còn có công việc lúc 10 giờ sáng. Một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các tình yêu xanh Nam Châu. Đây là công thức số 94, sữa hạt hổ, hay là công đã đặt tên là trắng vào người khỏe đẻ số 6. Các anh chị uống xong, các anh chị chụp hình, các anh chị cho mình cảm nhận. Bản thân mình thì hôm nay mình có tất cả là bao nhiêu? Hạt phỉ, hạt hạnh nhân, hạt điều, yến mạch, gai dầu, pecan, là hồ đào, ốc chó, hạt hạch, mè đen hạt lanh, đậu gà, gạo lứt, quinoa, kiều mạch, maca, anh túc, hạt hổ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 công thức hạt sữa. Nên mình còn ít nhất khoảng tới 10 loại hạt cực kỳ tốt nữa, thì Trinh sẽ từ từ hướng dẫn các anh chị trong thời gian sắp tới. Nhưng mà bảo đảm hạt này giờ các anh chị sẽ là, đối với mình thì là cái hạt ưa chuộng nhất của mình. Dĩ nhiên công thức kế tiếp thì là đạm, một ly sữa có 10 gram đạm nha, hơn cả cái sữa, bất cả loại sữa nào khác, bởi vì mình ăn chay cho nên mình luôn luôn tìm cái nhiều nguồn đạm nào tốt nhất vào trong cơ thể. Thì đó là công thức tới mình sẽ cho anh chị, sẽ ra mắt anh chị trong thời gian sắp tới nha. Lần nữa hẹn gặp lại. Công thức này các anh chị có thể uống chung với lại rau má ha. Không cần phải bỏ melon, mình xuống Houston thì bạn gặp tình yêu xanh là Tường Vân, lấy sữa đậu gà, tại nhà bạn trồng rau má rất là nhiều. Rau má các chị nhớ ở Việt Nam mình hay có rau má đậu xanh không?
rau má đậu xanh sinh tố á. Rồi dĩ nhiên trong đó là có đường, thì Tường Vân làm là lấy rau má cộng với lựa sữa đậu gà cộng với một cái dưa lưới xanh cực kỳ ngon và tuyệt vời nha. Thì còn nếu mà Tường Vân muốn làm cái công thức này á, lấy rau má cộng với lại sữa hạt hổ nhưng mà không bỏ hạ cái me lành vô, thì nó sẽ là ra rau má đậu xanh dừa mà không được. Cứ là đó những cái cách mà chúng ta làm để làm sinh tố rau má đậu xanh dừa bằng nhưng mà là không đường. Thay vì Việt Nam là rau má đậu xanh dừa rồi đường đúng không, thì nó sẽ ra đi sinh tố, nhưng mà mình sẽ là rau má sữa rau má sữa hạt hổ, hai thứ thôi mà nó sẽ có độ ngọt nói chung đầy đủ cái chất mà chúng ta cần ở trong cơ thể. Các chị uống sẽ thấy vị dừa ở trong này nữa nha. Một lần nữa thì đó là công thức sữa 94 thì Tinh gửi tặng đến chị. Hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình của lần tới. Chúc tất cả các anh chị Đình Liễu Xanh ở Nam Châu, đặc biệt ở Việt Nam, một nguồn rất củ ngon, một buổi chiều bình an cho những anh chị ở châu Âu, châu Úc thì chắc giờ này đang ngủ, còn ở trong Mỹ thì một ngày đầy năng lượng. Hẹn gặp lại, bye bye.